Người tu phải giữ sáu căn, không vướng trần cấu, tâm hằng tịnh thành. Mắt không ngắm sắc khuynh thành, thì tâm an tịnh chẳng sanh não phiền. Tai không nghe tiếng thiền quyên, thì đâu đến nỗi đảo điên lòng phàm. Mũi không ngửi đến mùi hương, thì lòng trong sạch chẳng thèm trầm hương. Lưỡi khi nếm vị phải tường, pháp môn quán tưởng thường thường chớ quên. Thân nên phòng hộ súc trần, chớ nên đắm nhiễm khổ thân nghiệp dài. Ý luôn phòng hộ đêm ngày, tà tư duy thật khổ thai phải trừ. Bao giờ chứng quả vô dư, sáu căn thanh tịnh khỏi trừ trần xa. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta ở trong cái tình trạng là gì? Kết giao với kẻ xấu, mà kẻ xấu thì bao la. Để rồi mình mời họ vào nhà sống chung. Sống chung rồi mình thân tới mức độ mình với họ là giống như là bạn thân là một cái đó. Tuy hai mà một. Mà thậm chí lâu lúc họ, mình đưa họ lên làm chủ luôn. Bây giờ mình trở thành là nô lệ. Nô lệ chính thức trung thành cho những cái phiền não đó. Cho nên trong bài kinh Rattapala, Đức Phật dạy cho tôn giả ra bốn điều. Thế gian là gì? Thế gian là vô thường đưa đến chỗ hoại diệt. Thế gian là gì? Thế gian là vô hộ vô chủ. Thế gian là gì? Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian là gì? Thế gian là thiếu thốn, bất mãn và nô lệ cho tham ái. Mình bây giờ là vậy đó. Tức là kẻ thù của mình là tham ái. Mà mình sống cái mình bị nhiễm. Nhiễm cái lúc nào mình cũng thấy thiếu. Thì cuối cùng mình trở thành cái người nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Thế là hôm nay chúng tôi nói vòng vòng như vậy đó, để cho quý vị có thể hiểu một cách khái quát về cái nhân sinh kiếp con người. Để rồi chúng ta sống một đời sống mà chúng ta không biết đi về đâu và làm cái gì. Có bao giờ bạn thấy mông lung giữa cuộc đời? Lao vào những cuộc chơi để tìm ra giải pháp. Nhưng mà rồi mình tìm rồi, tìm hoài mà mình cũng không có tìm ra được cái giải pháp để mà mình đi. Cho nên mình gọi dùng cái từ là mình lây hay tìm giải pháp. Lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần say. Mọi điều đều sáng tỏ, lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi. Hãy cố tâm thì sẽ thấy. Như vậy thì ngày hôm nay á, chúng tôi muốn chúng ta có một cái đời sống tỉnh thức, đúng như cái chủ đề văn hóa tỉnh thức của công ty chúng ta. Tỉnh thức là gì? Là biết mình thôi. Thì muốn có tỉnh thức như vậy thì ở đây có những cái lẽ để chúng ta chọn để sống. Chọn cái lẽ nào để mình sống, rồi mình chọn người nào để mình lấy. Tại mình đời sống cư sĩ mà, Đức Phật cho phép đời sống cư sĩ có gia đình. Rồi chọn việc để làm, chọn thầy để học, chọn bạn để chơi, và chọn pháp để tu. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là chọn pháp để tu. Cái pháp nào mà mình thực hành mình tu á, có nhiều cái lợi lạc, lợi ích ấy, thì chúng ta chọn.
Thì hôm nay chúng ta đã quyết định chọn một cái con đường gọi là tập sống tỉnh thức. Vì mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau. Biết sống đời tỉnh thức lúc nào cũng an vui. Tỉnh thức là chúng ta gìn giữ sáu căn nha. Chánh niệm tỉnh giác khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý suy nghĩ. Những nguyên nhân gì làm cho tham ái sanh khởi hoặc là ưu bi sanh khởi, thì hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó. Giống như một người canh cửa nhà, một người lính canh cửa nhà, giống như anh bảo vệ canh cửa nhà vậy đó. Hay ai vào mình phải phân biệt cái người đó là người nào mới cho vào, rồi vào để làm gì. Nếu họ vào đây mà họ mang đến cái lợi lạc cho mình thì vào, mà làm đây là mình tham sân si quá không nên vào. Như vậy thì đời sống chánh niệm tỉnh thức ở đây chúng ta phải luyện tập. Vì bản chất của chúng sanh thì dễ vui, quên mình, lơ là, thiếu chánh niệm. Thường thì các bạn nghe cái từ dễ vui, mình không hiểu dễ vui là gì. Hay là phóng dật, hai cái từ này nó gần nghĩa nhau. Phóng dật là dễ vui. Thì hôm nay chúng tôi sẽ định nghĩa đơn giản cho quý vị có thể hiểu dễ vui, phóng dật là gì. Mà trong kinh Đức Phật Ngài xài cái từ này nhiều, nó chúng sanh thường hay dễ vui và phóng dật. Dễ vui tức là cái người này họ có cái khuynh hướng là đam mê ngũ dục, đắm nhiễm trong ngũ trần, tức là ưa thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó là dễ vui. Nghe cho kỹ nghe. Mà cái này không hiểu từ đâu mà mình lại có cái khuynh hướng tâm lý đó từ xưa giờ. Thích cái đẹp, thích nghe tiếng hay à, vân vân. Mà thật sự bản chất của nó là trong cái thấy với là cái thấy, trong cái nghe với là cái nghe thôi. Trong cái ngửi với là cái ngửi, trong cái nếm với là cái nếm. Tại vì mình có ở trong đó. Mình có ở trong đó cho nên mình mới thích cái đẹp, cái hay, tiếng hay. Đức Phật dạy cho ba hay giá rằng này, ba hay giá trong cái thấy chứ là cái thấy, trong cái nghe chứ là cái nghe, trong cái ngửi chứ là cái ngửi, trong cái nếm chứ là cái nếm. Không có người ở trong đó. Đằng này mình có mình trong đó. Hiểu có mình trong đó không? Hãy có mình trong đó cái mình thích cái thấy, nghe, ngửi, nếm nào tốt. Cho nên phải tập cái đời sống chánh niệm, tỉnh thức. Định nghĩa dễ vui, thứ nhất là đắm nhiễm, đam mê trong ngủ, ngủ trần hay là ngủ dục. Nhưng mà phải nói một điều, khi mà nói như vậy đó là định nghĩa rốt ráo. Nhưng mà chúng ta thì lại đang sống trong cõi dục. Hiểu nghe, chúng ta đang sống dục. Thì cái chất sống, cái nhựa sống, cái điều tích cực á, thì nó ở ngay cái ngũ trần. Cho nên Đức Phật á, Ngài hiểu được cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh, cho nên Ngài mới thuyết pháp nó tuần tự pháp. Hiểu tuần tự pháp là từ thấp lên cao. Đầu tiên á, Ngài giới thiệu về cái vị ngọt của ngũ trần. Ngài giới thiệu về cái sự sung sướng của cõi trời và cái phước báo của người hành thiện. Nghe cho kỹ nghe. Rồi sau đó Ngài mới giảng đến cái nguy hại của ngũ trần. Tại Ngài biết chúng sanh là ưa thích ngũ trần dữ lắm. Mà bây giờ kêu họ bỏ là bỏ không được. Vì vậy, theo cái nguyên lý mà từng bước chúng ta tu tập, thì đầu tiên chúng ta phải trao dồi ngũ dục công đức. Không hiểu là các bạn ở đây có đọc kinh Nikaya mà có nghe cái từ là ngũ dục công đức không? Ngũ dục ở đây là sắc thinh hương vị xúc rồi đó, đúng không? Nhưng mà muốn có mấy cái này á, nghe cho kỹ nghe, muốn có mấy cái này là phải có công đức mới có. Cái gì có thường nghe nói người sanh ra đẹp,
đẻ giàu sang, sức khỏe là phải có phước đúng không? Kiếp trước mà có tạo phước thì kiếp này mới sanh ra được cái thân tướng khỏe mạnh đẹp đẽ chứ. Nếu kiếp trước mà dụng đường tu, kiếp này sanh ra xấu quá à, mà nghèo nữa, khổ nữa, lận đận dữ. Tôi hiểu cái người này cũng phải gieo trồng thiện nghiệp nhiều thì kiếp này sanh ra mới là cái người có sắc tướng, có màu da, có tuổi thọ, có sức khỏe. Mà mấy cái này là gì? Là phước báo, là công đức. Thấy không nè? Cho nên cái bước đầu tiên của chúng ta tu á, là chúng ta phải tạo cái này. Mình là dễ bị lầm tưởng, cho nên nhiều khi mình hụt hẫng. Mình nói mấy cái này cần cái gì? Mấy cái này Đức Phật này nói nó là phù du, là giả tạo, là vô thường, khổ nhiều hơn vui, vân vân. Nhưng mà không có nó không được. Không có nó không được. Mình đang sống trong cõi dục này mà mình không thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, mình có rằng là mình không phải là người chúng sinh trong cõi dục. Tại chúng sinh trong cõi dục là phải hưởng cái này. Còn không mà mình đắc thiền mình lên trên trên cõi sắc mình ở đi. Còn ở dưới đây mà mình nói chuyện ở trên cõi sắc là trật lắc. Con cá sống nhờ nước. Chúng sinh trong cái cõi này phải sống bằng nghề nghiệp. Nam Thiện Bộ Châu, còn không sinh qua Bắc Cô Lô Châu sống cho nó khỏe, anh bánh không có cần làm. Hãy sinh trong Nam Thiện Bộ Châu này là phải sống bằng nghề nghiệp rồi, phải đi làm. Thì mà bị làm sao? Đức Phật Ngài dạy thì trong đó nó có chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là gì? Có nghe pháp thường là có nghe về bát chánh đạo không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vậy chánh nghiệp là gì? Nghề nghiệp chân chánh hả? Không phải. Chánh nghiệp là tam nghiệp chân chánh. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng mới là nghề nghiệp chân chánh, tức là sự nuôi mạng của mình bằng cái nghề nghiệp chân chánh. Như vậy Đức Phật Ngài mới dạy này trong bát chánh đạo. Vì mình còn sống ở trong cõi này nó giờ thôi, tu rồi đi làm chi, trước sau gì cũng chết, bây giờ nhịn đói chết cho rồi khỏe, ví dụ như vậy. Đó là mình nói không, đó là nói theo cái dạng là rồi. Bây giờ mình nhiều khi mình không biết từng bước mà tu, mình chưa bước cái tam cấp thứ nhất mà đầu lên lên cái đầu 10 rồi, đầu lên vậy. Mình đi bằng tưởng không, đi bằng tưởng không. Cho nên bây giờ phải quay lại thực tại, thực tại tức là mình vẫn sống như mọi người, nhưng mà mình biết, hiểu chưa? Giống như Đức Phật Ngài xong trong sanh ra trong cái tam giới này, Ngài cũng hít thở cái bầu không khí này. Nhưng mà Ngài biết giảng pháp sanh ra có nhân duyên. Ngài nhìn xuống dưới đây là Ngài nhìn theo cái lăng kính của nhân duyên nhân quả. Hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài mà quý vị giới thiệu là gì? Cứ vui mà sống. Đúng rồi. Bây giờ buồn cũng sống, vui cũng sống. Thì dạy gì mình buồn mình sống? Mình nên chọn vui mà sống chứ. Mà cái chữ vui này không phải là vui vẻ mà đấm nhiễm đâu nghe, không phải. Vui này tức là mình phải an vui trong cái cõi trần này. Còn cái người nào mà họ chọn mà cái niềm vui vẻ mà với tâm tham á, thì cái người đó là họ sẽ gặt lấy cái quả khổ. Vui này là an vui chứ không phải là vui gì. Thì muốn như vậy thì đầu tiên chúng ta phải, cái bước thứ nhất hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị là thanh lọc tri kiến. Đó, bên cô Phương cũng hướng dẫn là quý vị thanh lọc cơ thể. Hôm nay chúng tôi sẽ từng bước hướng dẫn cho quý vị phải có chánh kiến. Hãy thử rèn chánh kiến. Thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần say, mọi điều đều sáng tập. Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải rèn cái chánh kiến. Thì cái rèn chánh kiến, cái bước thứ nhất là chúng ta phải thấy được các pháp sanh ra đều có nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó, điều đó điều quan trọng. Và chúng ta thấy thường ngày là vui vẻ là khỏe liền đúng không? Buồn phiền là sanh bệnh, nhường nhịn thì bệnh, bi quan là tự sát. Chỉ có giải thoát mới tự do. Thiền to thì sống cả, vô ngã mới vô u. Hãy còn ngã là còn u thôi. Đa mưu thì đa quán, mà đông bạn thì lắm phiền lắm, nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cội,
nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì chúng tôi cũng nhấn mạnh ở chỗ là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả. Đó, chúng tôi muốn cho quý vị thấy, nhìn xuống đây tại sao có người trắng, người đen, người già, người trẻ, người đẹp, người xấu, người khỏe, người mạnh, vân vân và vân vân. Trong cái bài kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài dạy cho bài kinh Tiểu Nghi Phân Biệt đó, dạy cho thanh niên Suvada ra ngã là tất cả những sự dị biệt này đều do nghiệp quá khứ. Mình là cái tiến trình vận hành của nhân quả nghe. Mình phải hiểu như vậy. Như vậy thì hôm nay chúng ta tập nhìn cuộc đời này qua cái lăng kính nhân quả trước. Để làm chi? Để chúng ta bớt đi cái sự hơn thua, bớt đi cái sự ganh tị, mà đây là những cái nhân ác dẫn đến ác pháp. Thường thì mình sống bằng cái tâm gì? Quen với cái tâm là ganh tị và bỏng xẹt. Thế nào là ganh tị? Thì quý vị hiểu rồi, nếu mà cái nghĩa trắng của nó là dễ hiểu lắm. Ganh tị so đo này nọ. Nhưng mà hiểu cái nghĩa mà nó sâu chút á, ganh tị là gì? Là cái tâm mình không muốn người ta được cái gì hết. Ta đẹp mình cũng không chịu, ta già mình cũng không quan hỷ, ta được cái này kia không chịu. Cái tâm tự nhiên mình muốn người khác không được một cái gì hết, mà làm được thì mình không vui. Thì đó là gọi là tâm ganh tị. Còn cái tâm bỏng sáng, thế nào là bỏng sáng? Bỏng sáng mình cứ hiểu đơn giản là cái người là keo kiệt, bóng rít, không dám xài, vân vân. Nhưng mà hiểu cái từ bỏng sáng một cách đơn giản là gì biết không? Là mình không muốn mình mất một cái gì hết, là bỏng sáng đó. Mình không muốn mất cái gì hết. Từ tiền bạc, tài sản, vật chất cho đến sức khỏe và thân mạng này mình không muốn. Như vậy thì mình theo định nghĩa này thì mình thấy suốt một ngày của mình sống bằng tâm gì? Ganh tị và bỏng sẻn không? Thì bây giờ mình phải rèn chánh kiến nghe. Hôm nay là chúng tôi dùng cái từ rèn chánh kiến. Hãy thử rèn chánh kiến. Vậy là thử thôi, chứ mình cũng chưa rèn nữa. Tức là giống như cô Phương nói, hồi xưa bữa nào sẽ đi thử thanh lọc đi cơ thể. Thì thử đó, mình là dạng là tu, tu gieo duyên, chứ đừng có tưởng là mới vô ngồi thiền 2-3 bữa rồi cái nghĩ trên trời dưới đất không, đắc đạo rồi. Nói chuyện theo cái dạng phù du, phù phiếm rồi cái nó chán, hụt hẫng. Hụt hẫng cái rơi vào cái tâm mà chán nản á. Chứ không phải cái tâm nhàm chán. Cái tâm nhàm chán của bậc trí á, nó khác với cái tâm chán nản của chúng sinh. Cái tâm mà nhàm chán của bậc trí là cái tâm nhàm chán của cái người có trí tuệ. Còn mình ở đây đã nư rồi chán. Mình cái dạng là chán nản cuộc đời. Nó khác. Một cái là tưởng tri, và một cái là tuệ tri. Cái tâm mà nhàm chán của bậc thánh đó là cái tâm nhàm chán của người trí tuệ, là tuệ tri, cái biết của người trí tuệ. Còn mình là nhàm chán của cái tâm phàm phu, là của cái tưởng tri. Hai cái này nó khác nhau. Nhiều khi nói, hôm xưa con cũng chán đời, mà con không muốn sống, con thấy nó gì đâu, nó phù du mà nó mệt lắm, nó là chán nản, cái đó là không có trí tuệ, cái đó là dẫn đến bi quan tiêu cực. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta thấu nhân quả, thấu nhân duyên á, không than phiền quán trách, là chúng tôi muốn cho quý vị phải đạt được cái tuệ tri. Chứ không phải hiểu nhân quả theo cái dạng định mệnh là cũng chết tay, là tào lao luôn, là cũng chết dữ nữa. Thôi giờ bôn ba qua thời giận, làm cho lắm đi nữa thì gì đó, tào lao. Mình đã sanh ra trong cái kiếp nhân sinh này thì sống bằng nghề nghiệp mà nó thôi giờ trời sung rụng đi sư ơi. Người nghèo đến sư mô cũng nghèo, mấy cái đó là định mệnh ra quỳ. Không phải, đạo Phật không phải là một cái thiết định mệnh. Cái nhân quả này là một, không phải là một cái thiết sống, mà nó là một cái định lý. Đức Phật Ngài thấy cái định lý này nó phù hợp với cái tiến trình giải thoát bước đầu tiên của kiếp nhân sinh này, Đức Phật Ngài mới chủ trương. Nó là cái bước đầu tiên nghe, chứ nó không phải là một cái nền tảng tuyệt đối. Nhân quả này đâu phải Đức Phật nói đâu.
không phải Đức Phật nói. Nhưng mà vì sao? Tức là những gì Đức Phật nói là nó liên linh tới cái đạo lộ giải thoát. Tức là có những cái linh đó, mấy vị làm IT rồi đó, có những cái linh nó dẫn đến cái điều mình muốn tìm. Thì mình muốn tìm cái đó phải nhờ cái linh này. Thật sự ra thì cái nhân quả này đạo Phật, Phật không phải nói, nó là cái định lý nó như vậy. Chúng tôi nói có sách mách có chứng à. Bằng chứng là trước khi Đức Phật ra đời đó, thì có rất là nhiều cái quan niệm về cái khổ của chúng sinh, cái khổ của con người. Thì cái quan niệm đầu tiên, tại sao con người khổ, mà trước khi Phật xuất hiện đó nghe, thì có nhiều người cho rằng là do đấng tạo hóa. Tại ở Ấn Độ lúc bấy giờ là họ thờ, họ tu theo đạo Bà La Môn Ấn giáo, thì họ quan niệm một ông thần sáng tạo, một ông thần duy trì, rồi ông thần thứ ba là ông thần quỷ diệt. Đơn giản nói phải quỷ diệt thì mới xây lại, chứ không quỷ diệt cái này thì làm sao mà xây lại. Thì cái ông sáng tạo là cái ông Brahma, Phạm Thiên, tụng từ là Phạm Thiên. Cái ông này thật sự nếu mà nói trong tam giới thì ông có mà tối cao à. Ông ở trong cái cõi trời Phạm Thiên luôn mà. Ông chứng được các tầng thiền. Nói gì gọi là ngũ dục là ông không có thèm miếng nữa. Ông đoạn gọi là không dính mắc gì tới ngũ trần ngũ dục nữa. Ông thích cái ái trong gọi là thiền á. Dục ái bỏ rồi. Ông không có hì hục như mình mà đắm mê trong dục lạc vậy đó. Không có. Tại ông là sắc tế mà. Ông có thể sanh về vô sắc được, vô tưởng được. Cho nên tâm ông nó cao lắm. Nhưng mà ông vẫn còn ái trong mấy cái tầng thiền đó. Cho nên Đức Phật mới dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà. Sanh già đau chết thường xảy ra. Quán thù lại gặp cầu chẳng đặng mà chấp thân năm quẩn khó buông ra. Mấy ông trời Phạm Thiên, xin lỗi quý vị nghe, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là vô hiệu quả. Đó. Còn mình này khoái muốn chết, tưởng tượng đâu đắc đạo rồi. Cỡ Phạm Thiên đó nghe, các vị mà chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền là họ chế ngự được năm cái thiền cái, trong đó có dục dục cái đó với họ là không có nghĩa địa gì đó. Nhưng mà họ vẫn còn sanh tử luân hồi đó, họ vẫn còn khổ. Hiểu cái từ này không? Hiểu. Cho nên mình chưa tu tới đâu hết đó, mình chưa chứng được cái thần thiền, sơ thiền đó. Cái thiền tối thiểu nhất mà sơ thiền mà lúc Đức Phật 7 tuổi ngày ngồi ở cái lễ hạ điền là ngày chứng được rồi. Ngài có được tầm tứ hỷ lạc định rồi. Còn thiền của mình bây giờ ngáp dài ngáp ngắn. Người ta ngồi thiền mình dạng ngồi gồng. Sao mà đổi, tôi này tôi không cho mình còn ý chang mình đó là mình dùng cái từ cho nó nghe nó dễ thương chút là gieo duyên. Chúng tôi đề nghị sau này cái phá thiền chúng ta cái thêm cái chữ gieo duyên cho nó nhẹ. Cỡ đó là hết mức. Xuất gia gieo duyên, tu thiền gieo duyên, làm phước gieo duyên. Đó, gieo duyên như giải thoát thôi. Chứ không phải là mình thiền gì. Cỡ Đức Phật tuổi ngày chứng sơ thiền rồi là sơ thiền rồi nghe. Là tạm gọi là ngũ trần, cái ngày là nó không có giá trị tác dụng nữa. Còn mình bây giờ bước ra là khen đẹp cái vui muốn chết. Thiền đâu chỗ này? Chứng cái gì? Không có chứng cái gì. Cho nên mình bị hụt hẳn rồi, mình ở dưới đất mà mình ngó chuyện trên đỉnh núi. Mình bây giờ là cứ từng bước cho chúng tôi. Bây giờ bước thứ nhất là gì? Thấu muôn duyên không than phiền quán trách. Đó, được không? Hôm nay là chúng tôi hãy thử rèn chánh kiến nha. Chánh kiến là thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần say. Phải hiểu được cái điều đó. Rèn chánh kiến bằng cái bước đầu tiên là nhân quả. Đó, hai cái này đi. Mình giờ mình bước hai cái này. Cứ làm lành thì có quả lành, làm ác có quả khổ. Nhân nào quả nấy giùm chúng tôi. Và phải quyết tâm là làm lành. Nghe cho kỹ. Phải quyết tâm làm lành bởi mình tin sâu nhân quả. Chứ đừng có tin lờ mờ. Vì cái người làm lành nó có 3 lợi ích, có 2 lợi ích rất thiết thực. Thứ nhất là gì? Chế ngự được điều ác trong tâm. Phải thấy được rõ cái lợi ích này. Vì khi tâm mình làm lành, tâm ác không có. Khi mình bố thí thì cái bọn sẻn nó không có. Khi mình từ bi thì sân hận nó không có. Và Đức Phật Ngài dạy rõ như ban ngày trong Kinh Pháp Cú là hãy tích cực làm điều lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Mình dùng cái phương pháp loại trừ nó.
Một ngày mà không tưởng việc lành thì tức thì vạn ác phát sanh dập dột. Mình là dùng phương pháp loại trừ nha. Bây giờ mình là nó xám xịt ở trong lòng rồi, đen thui thù lùi, tâm mình nó vô minh, nó tối bóng đen vậy đó. Bây giờ muốn cho cái bóng tối này mất đi thì phải sao? Mở đèn ánh sáng lên. Mình bước vô cái phòng tối thui vậy là mình giờ mình nói: sư ơi, bây giờ làm sao cho cái phòng mình nó hết bóng tối này? Sư ơi, cho con mượn bao, mượn thúng, mượn rổ, mượn rá, vô con hốt bóng tối ra được không? Không được. Mà chỉ có cách duy nhất là muốn cho bóng tối này mất đi thì sao? Mở đèn lên. Muốn cho cái tâm mà bỏ kẻ nó không còn thì ráng cố gắng thực hiện cái tâm bồ thí. Hiểu không? Nếu chúng ta nhận thức sâu á, thì đời ta không có sầu. À, nếu như quý vị thích học những cái câu gọi là slogan gì đó, khẩu quyết á, thì học cái câu này chúng tôi. Nếu chúng ta nhận thức sâu thì đời ta không có sầu. Còn không mình sầu hoài, mình than luôn, mình cái dạng than luôn. Than đến mức độ mà chúng tôi có cái bài thơ than tặng quý vị nghe. Người lớn thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi thì ai hưởng đây? Người khổ than không có, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được thì nựng cục vàng, mà có con cái khổ mệt cái nợ nần màng. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy dùng trí tuệ chánh kiến đó, nhìn tổng quát nhân quả thông suốt, tâm an nhàn. Cho tràng vỗ tay xóa không khí đi. Như vậy thì nhớ giùm tôi bốn câu cuối thôi. Hãy dùng trí tuệ, sống bằng trí tuệ chứ không sống theo bản năng nữa. Sống bằng bản lĩnh, không sống bằng bản năng. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát nhân quả thông suốt, tâm an nhàn. Như vậy thì nếu ta nhận thức sâu thì đời ta không có sầu. Sầu là sầu khổ. Ở chúng tôi có mấy điều muốn chia sẻ. Thứ nhất là hay không chỉ là cúi người mà là buông xả ngạo mạn. Đó, mình tập những cái thiện pháp bằng cách là mình lại. Ở đây không phải là mình cúi người xuống, không chỉ cúi người không, mà buông xả đi cái ngạo mạn. Niệm không chỉ tính số lần mà là an tịnh thân tâm. Xá không chỉ là chắp tay vái chào mà là cung kính người đối diện. Định không chỉ ngồi yên bất động mà là chú tâm vào đề mục. Nó khác. Hỷ không chỉ là nét mặt vui tươi mà là thân tâm thư thái. Đó, trong hỷ này cũng mình có tự, ngoài cái vấn đề mà nét mặt vui tươi, thân tâm mình không thư thái không được. Thí không phải là cho ra mà là tập tánh buông bỏ. Buông không chỉ là bỏ tất cả mà là không dính mắc. Có nhiều người buông buông buông, cái về nhà buông hết trơn rồi khổ nữa. Ngẫm xem cho rõ chữ buông nha. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài. Buông mà sử dụng hàng ngày, xài không phân biệt vật xài là buông. Buông vậy mà buông chứ còn dòm ngó muốn chết luôn mà nó buông buông. Mấy cái ông mà mở miệng ra buông 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 tào lao, còn phân biệt tùm lum hết. Học không chỉ là tích lũy kiến thức mà là thực hành vô ngã. Nghe cái kỳ cái này nó mới tu mà không học á thì vô minh che lấp, đúng không? Nhưng mà ngược lại, nếu học mà không tu á nghe, chấp ngã càng cao. Học cho cố vô đi rồi ngã cho bự lên. Cho nên á, học không phải là tích lũy kiến thức mà là gì? Thực hành cái vô ngã. Khó lắm. Chỉ có vô ngã mới vô. Tu không chỉ là sửa mà là gì? Trau dồi. Ở đây đạo Phật không phải là đạo cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đôi thực hành. Từ đó mới sanh ra những cái trường hợp như có nhiều người, quý vị biết không,
Có những người nói mà họ không làm, nhưng ngược lại cũng có những người làm mà họ không nói. Có những người có họ đâu có khoe, có số người khoe mà không có. Xong càng sau thì càng tĩnh lặng, mà lúa càng chín thì càng cúi đầu. Người giỏi thật sự thường khiêm tốn, mà kẻ thiếu năng lực thì thường ba hoa. Chúng ta phải nhìn là thế gian này nó vẫn xoay vần, phải luôn giữ vững tinh thần mà tu. Tâm này vốn lắm kẻ thù, hãy dùng chánh niệm để trừ chúng đi. Đó, tỉnh thức là chỗ đó. Quá giải được cái tâm mà bi quan, chán nản bằng một cái tâm gọi là trí tuệ tích cực. Vì cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ hãy thử rèn chánh kiến là phải nhìn sau nhân, nhân quả. Nhìn sau nhân quả là quý vị không có buồn phiền hết. Người ta đẹp, người ta giàu, người ta sướng, người ta sống lâu, người ta yếu thọ, vân vân và vân vân. Thì cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, bởi vì nó là do cái nguyên lý nhân quả rồi. Nó là định lý mà 1 cộng với 1 là 2. Toán học mà 2 cộng với 2 là 1. Khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao của khối u nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc thôi. Rõ ràng như vậy, không có gì đâu mà phải. Cho nên khi mà mình nhìn như vậy thì cái tâm mình nó rất là an nhiên nha. An nhiên. Cái khổ cuộc đời rất là an nhiên. Cho nên nhân quả là một định lý, không phải là một cái pháp môn tu đâu. Mà định lý cần phải hiểu thôi. Cũng cần phải mà tu vậy đó, không cần tu vậy đó. Chánh niệm mới là trao dồi, luyện tập. Nhân quả là luyện tập, nó là một định lý để mình hiểu đó thôi. Cho nên khi trước khi vào cả đời thì có những chúng sanh nào cho là cái khổ của con người á, kiếp nhân sinh này là do một cái đấng tạo hóa ra. Cho mình khổ là mình khổ, cho mình vui là mình vui. Mà hiện nay là bên đạo Ấn nó vẫn còn cái thông. Khi chúng tôi sống bên Ấn á, những người nghèo mà họ không có muốn cầu tiến. Họ sợ họ cầu tiến á, họ thoát ra khỏi cái giai cấp nghèo. Mà cái chuyện thoát ra khỏi giai cấp nghèo không quan trọng, mà quan trọng nhất là họ cãi lời Thượng Đế, cãi lời đấng sáng tạo. Tại họ quan niệm cái đấng sáng tạo đó buộc họ, sanh cho họ ra đây, tạo họ ra đây để họ nghèo. Mà bây giờ mà họ giàu cái là cãi lời thần linh. Giống mình hay cãi lời Phật á, mình sợ cãi lời Phật, họ sợ cãi lời thần linh. Khi chúng tôi ở bển á, chúng tôi thường hay di chuyển bằng xe Krisa. Krisa bển là xe đạp lôi. Giống như mình xe đạp lôi vậy đó, bển này gọi là Krisa. Thì cái người nghèo ở bển á, con trai thì đạp xe, giống như đạp xích lô vậy đó. Con gái thì giặt ủi cho mấy cái nhà giàu, dọn dẹp nhà cửa. Hai nghề chính của nam và nữ của người nghèo hiện nay ở bên Ấn Độ. Và dường như là họ làm, ví dụ người đàn ông họ chạy xe được khoảng chừng 50 ruby. Thời chúng tôi đó, thời nay không biết nhiêu, cái giá trị 50 ruby lúc bấy giờ này nó khoảng chừng là 50.000 hay là 70.000 gì Việt Nam. Tức là đủ cho họ sống một ngày, ăn uống. Nhà cửa họ không có, đa phần họ ở mấy cái khu ổ chuột, mà chỉ Ấn Độ mới là khu ổ chuột nha. Việt Nam mà không phải khu ổ chuột, Việt Nam mà là khu nhà lá là được chứ. Ấn Độ đúng là khu ổ chuột. Vì họ sống bằng cách là họ ra những cánh đồng á, gặt lúa xong cái họ lấy những cái tre, cái họ cắm bên đây một cây, bên kia một cây, hai cây nó trao đầu vào nhau giống như cái cổng đám cưới vậy đó. Mà rất thấp, cao hơn khoảng chừng thước vậy đó. Rồi họ lấy những cái tấm vải ni lông, bình ni lông rách rách, cái họ xé ra họ phủ lên. Rồi họ chui vô, họ ở trong đó đó, mới gọi là ổ chuột. Mình đây thì nhà nghèo thôi, nhà lá, nhà tranh thôi chứ đâu phải là ổ chuột. Ổ chuột mới Ấn Độ, quá gì qua bển mới biết thấy được cái khu ổ chuột. Thì họ không chạy nữa. Lý do là họ chạy nữa thì họ dư. Mà họ dư một chút, đời con họ dư một chút, đời cháu họ dư một chút. Đến một lúc nào đó cái dòng họ của họ thoát ra khỏi cảnh nghèo này thì cãi lời thần linh, cho họ cam chịu. Một lần chúng tôi thấy một cái ông đi xe hơi á, ông đụng vào cái ông đi xe đạp. Ông xe đạp té ra đó, lồm cồm ngồi dậy, cái bánh xe cong vòng luôn. Mà ông xe đạp ông cũng không có phàn nàn cử nữa gì hết. Ông xe hơi ông bước xuống cái ông thấy cái cảnh là xe công hư vậy đó. Rồi ông kia cũng trầy xước, thì ông ít lấy ít tiền ra, ông để xuống đất. Mình nói từ dục thì kỳ, ông để xuống. Rồi ông lên xe ông đi, rồi cái ông đi xe đạp ông cũng bỉnh bơ, ông nó cam chịu cái phận ông mà. Ông cầm cái tiền đó rồi ông khiêng cái xe đạp công công đi, ông sửa rồi. Không còn một chút gì buồn phiền hết. Giống như họ chấp nhận với thần linh
cho họ xuống đây để họ sống cái kiếp sống như vậy, cam chịu như vậy. Cho nên họ quan niệm cái khổ này là do thần linh. Mà như cái văn hóa, văn học Thiện Kiều Nguyễn Du mình những cái năm tháng đó cũng ảnh hưởng cái tư tưởng này. Cho nên có câu chúng tôi đọc, chúng tôi thấy là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cái tư tưởng này đó. Thì người dân độ bây giờ 70% theo đạo Hindu là sống như vậy. Nhưng mà rồi cái quan niệm đó có một số người họ không chấp nhận. Họ nói khổ này không phải do thần linh, mà khổ này do cái gì không? Do nhân quả. Tại kiếp trước dụng đường tu cho nên kiếp này khổ. Kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành. Kiếp này yếu thọ mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Họ nói là khổ này do nhân quả. Nhưng mà rồi có những số họ không chịu. Họ nói không phải nhân quả mà là do tâm. Do cái tâm mình nè. Hãy tâm mình thấy khổ là khổ, mà thấy vui là vui. Bằng chứng là có những bà cụ, bà thức khuya dậy sớm buông gánh băng bưng cực dữ lắm. Hỏi bà khổ không? Bà nói khổ thì có khổ, nhưng mà tối về nhà đếm tiền cái vui. Thì bán được cực được. Bằng chứng là có một cái chỗ thanh niên này có thương một cô gái. Lúc mà đeo đuổi thì cậu có thể đứng ở ngoài công ty hay đứng ở ngoài trường học đợi cô gái này hàng giờ. Có thể là trời mưa trời nắng, cái người mẹ của cậu thanh niên này thấy sao con trai của mình nó quá khổ, rồi mới lên tiếng nói: con ơi, nó là con gái chứ là con Phật con trời đâu mà con khổ dữ vậy. Nói má thấy khổ chứ con đâu thấy khổ, con đứng ở đây mà con thấy sướng. Nhiều khi chờ đợi là hạnh phúc nữa, mà con thích trời mưa trời nắng nữa, nên gì cho cô đó có động lòng. Đối với mình thấy mưa nắng là khổ, với tôi cậu đó nhiều khi cũng nói trời không mưa mà anh cố lại cho trời mưa nữa. Cho nên là mới nói là ông này cái khổ này không phải do nhân quả đâu mà do tâm. Mà bây giờ mình nhìn vô cái cảnh đó mình thấy khổ dữ không? Khổ. Cái mình nói anh này anh bị nhân quả rồi, nhưng mà anh ấy nói không không có khổ, tôi vui à, chờ đợi là hạnh phúc à, anh chờ đợi anh khổ với tôi chờ đợi là hạnh phúc à. Cái tâm của tôi mà tôi không thấy mệt. Quý vị có những người họ thích tiền quá, họ thích làm giàu quá, cho nên họ lao động cực lực, miễn sao có tiền tăng ca luôn. Sao mệt dữ vậy cô? Nó không có mệt, không có mệt, con vui. Nhiều khi còn ước có việc làm nhiều nữa. Bằng chứng là trong công ty chúng ta nhiều khi, xin lỗi quý vị, có khách hàng mà đông đông chút công việc làm túi bụi mà vui dữ lắm. Như vậy là cái khổ này do tâm phải không? Nhưng mà khi Đức Phật ra đời á, nghe chỗ này mới hay. Nghe cái này mới hay, tại hôm nay mình rèn chánh kiến nha. Nghe để hiểu thông nhìn thấu. Con người mình nó khổ là lý do gì sao biết không? Thứ nhất là nghĩ không thông. Đầu tiên là buông không đành. Kế là nghĩ không thông. Thứ ba nhìn không thấu. Thứ tư là quên không được cho mình khổ. Hôm nay mình rèn chánh kiến để chi? Hiểu thông, nhìn thấu thì mới quên được. Còn mà không hiểu thông, nhìn thấu nhớ hoài. Một câu nói của người ta nhớ hoài. Nhớ hoài thì khổ hoài. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài mới tuyên thuyết pháp, Ngài mới tuyên thuyết chánh pháp, đưa chúng sanh từ phàm sang thánh, đưa chúng sanh ly khổ đắc lạc. Thì Ngài lại phủ nhận ba cái quan niệm đó. Các bạn nghe mà Đức Phật phủ nhận ba cái quan niệm này thì mình thấy nó có cái gì không ổn phải không? Cái quan niệm thứ nhất thì mình thấy ổn, là bởi vì thật chất ra thì không có cái đấng tối cao, thần linh tối cao mà có cái khả năng mà ban phước hay tha tội cho mình. Thì mình có thể là mình thấy cái này nó hơi đúng, Đức Phật Ngài phủ nhận được. Nhưng mà cái phủ nhận thứ hai mình thấy nó quá là phi lý. Đúng nè. Nhân nào quả nấy mà thường Phật giáo hay chủ trương nói nữa. Khổ của mình là do nghiệp trước phải không? Do tiền nghiệp. Cho nên mình chỉ hiểu một chiều thôi. Mình hiểu một chiều. Cái khổ của Đức Phật nó nói cao lắm chứ không phải đơn giản như đời trước mình làm ác kiếp này mình khổ đâu. Đó là mình hiểu là mình không mình dùng cái từ là không hiểu hết. Không hiểu hết vấn đề mình cứ nói như vậy. Thật sự thì
mình muốn mà tiếp nhận một cái quả nó phải qua ba cái giai đoạn, ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tiền nghiệp quá khứ nó chỉ là một thôi. Cái điều kiện thứ hai mà dẫn cho mình khổ là gì? Do cái khuynh hướng tâm lý của mình á. Đó. Đó, những cái ông kia cũng nói khuynh hướng tâm lý tôi dầm mưa dậy nắng mà tôi thấy tôi sướng. Vậy thì cái tác dụng đó không có, cái khổ đó không tác dụng với ông nha. Đúng không nè? Mình thì trời mưa quá, nắng quá, khổ quá. Nhưng mà cái người làm nông họ đâu có khổ đâu. Trời, mưa xuống tốt lúa, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Trời ơi, họ dầm mưa mà họ vui. Bởi vì nếu mà không có mưa thì lúa họ chết, họ khổ dữ nữa. Thấy không nè? Cho nên do cái khuynh hướng tâm lý nữa. Chứ không phải là một cái mà cứ đổ vô. Ôi, chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp gì bây giờ tôi mới gặp vậy, tôi khổ tào lao. Nó là mới một cái thôi. Hiểu chưa tới? Hiểu chưa chính? Hiểu chưa sâu? Không có vụ gì mà cứ đổ thừa cho quá khứ hết. Nó có cái trường hợp gì nữa là chưa, nhiều khi không phải nghiệp của mình đâu, mà là do cái ông nội kia ông gây nhân. Thấy không nè? Có trường hợp đó nữa. Mình với ổng mới gặp nhau kiếp này chứ đâu phải là tiền kiếp đâu. Đâu phải mình cái tất cả mình đổ thừa lên tiền kiếp. Có những trường hợp trong tiền kiếp chúng tôi chấp nhận do duyên nghiệp gặp nhau. Nhưng có những trường hợp trong cái kiếp này gặp nhau mới gặp. Mới gặp mình cái là ổng bắt đầu ổng gây nhân ạ. Ổng quan kết với mình. Xin lỗi với quý vị nghe. Quan trái là đến với nhau trong cái sự thù hận. Nhưng mà quan kết là đến nhau trong cái thiện duyên đó nghe. Hiểu cái từ này không? Đến mà thương yêu nhau cũng là quan kết với nhau. Chứ không phải đến mà thương nhau mà không quan kết đâu. Cho nên đó, chúng ta xài cái từ quan trái nó chỉ có một phía thôi, là ghét thôi. Nhưng mà cái từ quan kết nó bao gồm cả ghét và thương. Thương cũng là quan kết. Đúng không nè? Cho nên ở trong cái kinh Phật giáo Nguyên Thủy, mà nếu quý vị có đọc cái đoạn kinh mà quý vị thấy nó hay cái chỗ này nè. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, chứ không phải quan trái. Hiểu từ quan kết không? Thương cũng là quan kết, mà ghét cũng là quan kết. Quan kết với nhau á. Đó. Như vậy thì cái nhân thứ hai là gì? Là do cái khuynh hướng tâm lý nó dẫn tới khổ. Và cái thứ ba là gì? Cái thứ ba nữa là do cái môi trường nữa. Do cái môi trường sống hiện tại. Nếu như cái người này đời trước có quan trái với mình, tiền nghiệp của mình có, khuynh hướng tâm lý mình có, nhưng mà không gặp cũng khỏe ru, không sao. Không gặp. Cho nên trong cái đường tu của chúng ta phải nguyện là đừng bao giờ gặp cái người hữu duyên với mình trong cái trầm luân sanh tử này. Mày gặp rồi là chết chắc. Kể cả đang tu cũng tiêu. Tiền nghiệp quá khứ nó gặp cái người đó. Vì vậy mà mình muốn tu cho nó suôn sẻ đó. Sợ nhất là gặp người. Có gì? Người gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Đó đó, gặp mấy người đó mới mệt đó. Vậy thì cái khổ của chúng sinh đó là theo cái nhìn của Phật giáo đó, Năm Tông đó, thì nó là ba chứ không phải là một. Là ba là sao? Tức là cái người mà có nghiệp quá khứ thì mới là khổ khổ thôi. Nhưng mà cái người mà có cái phước quá khứ để kiếp này mình hưởng, mà cái phước đó nó bị vô thường thay đổi theo cái định lý tam tướng, cái tướng trạng của thế gian, thì cũng sinh cái khổ luôn. Gọi là hoại khổ. Đơn giản là bây giờ quý vị đang đẹp, có phước phải không? Đang khỏe, mạnh, có phước phải không? Đùng cái bệnh chừng tháng à, cái mặt nó hớp vô lòi mấy cái xương sọ rồi. Sức khỏe thì thiều thào, đứng không nổi, phải dìu dìu. Cái mặt ngày xưa thì thôi nó no tròn ra, mũm mỉm dễ thương. Còn bây giờ nó sâu vô, nó lòi hai con mắt ra. Thì cái đó là gì? Hoại khổ. Cái người đang giàu có, bỗng dưng đêm qua lửa đến, bà quả đến hỏi thăm, nhà cháy tan xác. Người đang có tiền bạc đầy đủ, tự nhiên hôm nay nợ nần kéo đến, vân vân và vân vân. Xuất hiện cái khổ đó là gì? Hoại khổ.
Và cái khổ thứ ba mới là ghê, là cái khổ này á, là nói ra thì ai cũng khổ hết. Đó là gì? Chúng là hành khổ. Hành ở đây là pháp hành, là sankhara, là pháp hữu vi, là sanh diệt. Hãy có sanh là có diệt đó, pháp hữu vi là vậy. Có nhân sanh thì có nhân diệt. Và cái khổ này gọi là hành khổ, là chúng ta còn bị lệ thuộc vô cái pháp hữu vi này, là chúng ta còn khổ. Định nghĩa này thì chúng ta thấy chúng ta khổ chắc 100% là dưới đây còn khổ hết. Ai mà không lệ thuộc vô cái pháp hữu vi? Không hiểu từ đâu mà chúng ta sanh ra một cái lệ thuộc cực kỳ là nguy hiểm. Là hãy được là vui, mất là buồn. Có là vui, không là buồn. Khen là vui, chế là buồn. Mạnh là vui, yếu là buồn. Trẻ là vui, già là buồn. Giàu là vui, nghèo là buồn. Không biết từ đâu mà giàu nghèo. Cái kiếp nhân sinh này khi mình sanh ra mình hiện hữu mới biết giàu nghèo, chứ mình sanh có ra đem đến đồng nào chết có mang đi không? Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn dương vấn kiếp sau, sống sao cho phải đạo. Đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao là tham lam sân si. Hại người bằng tâm ác thì quả báo muôn đời sau. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài tuyên bố nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là gì? Đây à, các bạn đã biết không? Ngài phủ nhận là Ngài mới nói chứ. Ngài nói nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là lòng tham ái của con người. Tập đế là tham ái. Tập đế là gì? Là nguyên nhân sanh ra sự khổ. Làm ơn từ đây về sau không có đổ thừa ông chồng làm cho tôi khổ, đứa con làm cho tôi khổ, hoàn cảnh nghèo làm tôi khổ, tào lao, mà phải nói tâm tham làm cho tôi khổ. Hãy tham nhiều là khổ, khổ nhiều. Tham ít thì khổ ít, mà không tham thì không khổ. Hãy còn tham là còn khổ. Không tin chúng tôi ví dụ cho quý vị xem. Chúng tôi xin ví dụ có một cái vị chủ tịch một cái tập đoàn, tổng giám đốc một công ty thật là lớn. Chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn, một cái tập đoàn khá lớn, kinh tế mạnh. Ông này ông đi chiếc xe hơi là 5 tỷ. Nhưng mà do cái tập đoàn công ty làm ăn quá lớn cho nên phải vay ngân hàng vài trăm tỷ. Và cái người thứ hai là một cái ông giám đốc có một công ty vừa và nhỏ, đi cái xe hơi 500 triệu thôi. Nhưng mà vì là công ty cho nên cũng phải vay ngân hàng vài tỷ. Và cái người thứ ba là một người nhân viên hay là công nhân của một công ty, đi cái xe Honda 30 triệu thôi, lãnh lương hàng tháng, biết tiết kiệm chi dùng cho nên còn dư được 50 triệu gửi ngân hàng. Như vậy thì hai ông trước là nợ ngân hàng, cái ông thứ ba là ông gửi ngân hàng, nó mới ghê. Ông đi cái xe Honda 30-40 triệu thôi, rồi ông lãnh lương của công ty của mấy ông giám đốc với ông tổng giám đốc trả ông. Rồi ông về ông tiết kiệm chi dùng cho nó chừng mực, không có phung phí. Rồi cái mỗi tháng ông dừng chút. Bây giờ ông gửi ngân hàng 50 triệu rồi đó, không có cái số ngân hàng. Theo quý vị, ba ông này ông nào khổ? Ông nào sướng? Ông thứ nhất khổ hay sướng? Ông thứ hai? Ông thứ ba sướng đó. Ông thứ ba sướng phải không? Vậy thì chút xíu nữa, giờ nào mà tan tầm công ty mình làm ơn đứng ở ngoài cổng á, chặn mấy công nhân là hết giùm sư, hỏi bà khổ hay sướng. Khổ. Nói có người nói bà sướng á. Bà nói người nào chỉ đi, tôi đập chết liền. Khổ muốn chết mà trong đó tôi sướng. Ai đâu. Như vậy thì ba cái người này, xưa cho quý vị, người nào cũng khổ. Vì sao? Vì sao nè? Ai trả lời đúng mới hay. Nói thì phải giải thích cho đúng. Vì ai cũng còn tham hết. Hai người đầu thì quý vị cho là khổ, chúng tôi đồng ý. Nhưng mà cái người thứ ba tại sao mà khổ phải không? Cái người thứ ba họ khổ là gì sao phải không? Họ nói có 50 triệu rồi, phải ráng làm tiếp cài ngày cài đêm cho có 500 triệu để mua cái xe hơi đi cho giống người ta chút xíu cho nó đã.
Cái khổ là ông lại mơ một chiếc xe 500 triệu. Phải chi mà ông đừng có mơ cái đó thì ông đâu có khổ. Ông khổ vì lý do là ông có 50 triệu rồi. Nhưng mà cái xe là nhiêu? 500 triệu. 10 lần như vậy thì phải cố gắng làm việc 10 lần. Hiểu ý chúng tôi không? Thì bằng chứng là công nhân ở đây khổ hết. Nhân viên đây cũng khổ. Là vì sao? Còn gì? Còn tham. Còn tham. Cái tham dẫn tới cái khổ. Thì cái, chúng tôi đã nói ra cái khổ thứ ba là cái tính lệ thuộc vô đó. Lệ thuộc vô đó. Khổ. Nhưng mà đạo Phật không phải Phật thứ chúng ta là chúng ta thấy cái khổ nhưng mà để cho rồi Đức Phật Ngài tìm cái con đường mình bớt khổ. Thì bây giờ cái con đường thứ nhất là chúng hãy thử rèn chánh kiến. Mà chánh kiến ở đây là phải tin sâu nhân nhân quả. Đó. Tin cho sâu á. Mình tin không có sâu. Mình tin lắm nhưng mà mình tin lơ mơ không sâu. Tin sâu với tập nhìn cho nó rõ bằng cái trí tuệ. Mình có ba cái biết nha. Nghe cho kỹ. Cái biết thứ nhất á, thông thường á, là cái biết của thức tri. Là do mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm sanh ra cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Để mà biết mình sinh hoạt hàng ngày nè. Mắt thấy thì biết sắc đó là đẹp hay xấu, màu trắng hay màu vàng, người nam hay người nữ, người trẻ hay người già, người giàu hay nghèo. Tức là mình biết bằng con mắt, rồi mình nghe. Nãy giờ quý vị nghe, quý vị hiểu. Ngửi mùi quý vị biết vân vân. Thì cái này mới là cái biết của thức. Thức tri à. Thức là sáu cái giác quan mình. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này ai cũng biết, ngoại trừ những người khiếm thị, khuyết tật. Thì họ thiếu cái này, thiếu cái kia. Còn mình là trọn nha. Trọn đủ cái thức này luôn. Cảm ơn đời đã cho ta sự sống được làm người với đầy đủ lục căn là mình đó. Lục căn á, đúng rồi, đầy đủ. Được yêu thương đồng cảm mỗi khi cần đó. Xin biết đủ sống đời không sân giận. Hai câu sau nó khó lắm. Mình sân giận là gì? Mình biết đủ thôi. Cái thức thứ hai là tưởng tri. Tưởng tri là cái biết của sự nhớ lại. Đó, định nghĩa đơn giản. Tưởng là tưởng lại. Sanh nha tức là tưởng cái cảnh quá khứ lại. Thí dụ như một người họ học bài, họ đọc câu, họ nhắm mắt lại, họ nghĩ cái câu đó, họ nhớ lại. Thì cái đó là cái biết của tưởng. Tưởng tri. Thí dụ một vị bác sĩ, ông đi học, xong mà giờ ông ra, ông biết chích thuốc, ông biết trị bệnh. Thì cái đó gọi là gì? Tưởng, tưởng tri. Quý vị học IT, làm marketing, quảng cáo trong công ty Google Maps này. Mà trước đây ở đâu quý vị có được những cái kỹ năng này? Học, thực tập và nhớ lại làm. Như vậy thì cái tưởng tri chúng ta có thể hiểu qua hai cách. Cách thứ nhất là do chúng ta học từ học đường, học từ bạn bè, học từ thầy. Học mới có kiến thức, mới biết sử dụng. Bây giờ mà vô cái máy tính là ai mà giỏi Word, Excel hay là cái gì đó vân vân, làm được hết cái đó là do mình học. Chứ đâu ra biết. Thì cái này gọi là cái biết của tưởng. Tưởng tri, để tôi nhớ lại coi cái phần mềm nào để tôi cài lại, tôi sử dụng. Đó là mình học. Cái biết này gọi là cái biết của tưởng tri. Là đầu tiên là biết qua học, học đường. Và thứ hai là gì? Qua kinh nghiệm. Mình có trải qua rồi, mình có kinh nghiệm rồi, thì mình mới có được cái kiến thức đó. Ví dụ trước đây mình mới sanh ra, mình đâu có biết té là đau đâu. Thấy không nè? Té đi rồi đau sao lại biết té là đau. Tự nhiên bây giờ mình hình thành ra một cái biết là hãy té là đau lắm kìa. Mình ráng đừng để té. Chứ nếu mà đứa bé nó không biết đâu, nó có thể bò ra cái lan can, nó rớt từ trên xuống tỉnh bơ, nó đâu biết đâu. Nó chưa có kinh nghiệm, nó chưa có cái biết, có tưởng tri. Thấy không nè? Nhiều lắm, cái tưởng tri nhiều lắm. Mình ở đây là xài trong đây. Những tôi nói cho quý vị từ nãy giờ, xin lỗi quý vị, chẳng phải là tuệ tri đâu. Không có trí tuệ gì ở đây hết. Mà nó là tưởng. Tưởng gì? Tưởng tri. Đó. Là chúng tôi học, chúng tôi góp nhặt trong kinh điển, trong những tư liệu, tài liệu. Những cái điều chúng tôi nói đều là tưởng. Tưởng tri nghe, nghe cho kỹ cái chỗ này. Đừng có tưởng là mình giác ngộ chỗ này là sai đó. Sai hoàn toàn.
Có nhiều người cứ lầm tưởng tới mức độ này là tưởng mình giác ngộ rồi, là đi xưng hùng, xưng bá, xưng thánh à. Có nhiều ông cư sĩ ông ngộ lắm mới biết được cái đời là vô thường giả tạm, có gì đâu mà dính mắc ham vui. Cái ông gặp mấy thầy ông nói thôi sư ơi, ham giàu chi, mất tâm linh hết, tào lao. Không đúng, không, chưa hiểu được cái ngũ dục công đức là gì. Nói như là thành thánh rồi mà mới có tưởng trì rồi, mới có học được ba điều thôi. Nhờ đi quay phim nghe là mới biết, nhờ nghe vậy là giảng của giảng sư mới biết, chứ đâu không biết. Ông sanh ra làm sao không biết? Ông phải nhờ thân cận các vị giảng sư, ông nhờ nghe các bài giảng của mấy ông sư giảng, ông hiểu. Cái ông nộ, sưng thánh luôn vậy. Khuyên lại các thầy các sư nó mới ghê vậy. Nhiều khi lâu lâu nói lại câu cũng hết hồn hết vía. Hồi sư ư, người sợ chết ta chẳng kinh đi sư, người ham cười nói ta dình lặng thinh đi, người tài sản ta tâm linh đi, người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Nói cái dạng như vậy đã đạt rồi đó. Không đúng, ở góc độ tưởng tri. Còn tuệ tri nè, tuệ tri là gì? Là cái biết nhìn thấu nhân quả, thấu muôn duyên, không than phiền quán trách. Ai mà hiểu được nhân duyên rồi thì họ không bao giờ họ phiền một điều gì hết, họ trách một điều gì hết, họ buồn một điều gì hết. Phải không nè? Bây giờ quý vị ra đường thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu, theo bản năng là người tử tế, là người tốt, thì mình thương người yếu và ghét người mạnh. Thấy không nè? Bản năng mà. Rồi mình thậm chí có thể là gặp chuyện bất bình giữa đường, ra tay hào hiệp trợ giúp. Có nữa, có nhiều tay vậy đó. Thấy chuyện bất bình sẵn sàng ra tay tương trợ, giúp liền. Chống cái người gì? Người mạnh. Mà binh cái người gì? Yếu. Từ đâu không hiểu ra cái chuyện đó, đó xây dựng theo cái dạng gọi là kiếm hiệp đó. Hành hiệp trượng nghĩa đó, à đúng rồi đó. Trừ gian diệt đạo vậy đó. Sát dứt miêu mà cứu vạn thử đó, cái dạng vậy đó. Giết một con mèo, hỏi chi vậy? Để cứu ngàn chuột, tào lao nữa. Mắc mớ gì mà không cứu. Tính là minh chủ võ lâm à. Tính là hành hiệp giang hồ à. Hành hiệp trượng nghĩa rồi, giống như đi ăn cắp của người giàu cho người nghèo đó. Đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật tu đã làm vậy thì Đức Phật cần gì đi tu? Nếu mà đạo Phật đơn giản là đi trộm của người giàu cho người nghèo thì ngài không cần đi tu. Ngài ở hoàng cung làm vua mới có ăn cho, chứ đi tu có gì đâu cho. Vua mới có của cải, thấy không nè? Vua mới có tài sản, mới có tiền cho chứ vua mà. Tôi không chơi vậy. Nếu như vậy, nếu mà đúng như cái chỗ đó là Đức Phật ở lại làm vua, là làm vua chuyển lương thánh vương à nha, chứ không phải vua thường à. Nếu mà nói theo cái phước đức ba la mật của ngài, ngài là phải là vua chuyển lương thánh vương, tức là vua của các vị vua thứ dữ à. Vua mà của giống như là toàn cầu á, vua mà của các vị lãnh đạo mà nó ảnh hưởng toàn cầu á, chứ không phải vua cái nước nhỏ xíu không ai biết gì tới không được. Vua cỡ đó đó mà ngài còn không bỏ ngài đi. Như vậy thì cái thử rèn chánh kiến ở đây là rất là phải rèn về cái luật nhân quả. Thì khi cái trường hợp đó là mình mới nhìn sao? Thì đơn giản là mình nhìn hai người này họ đến với nhau là nó có liên quan tương sinh về cái nhân quả. Thứ nhất, cái ông yếu á, ông đang trả nghiệp. Nhìn như vậy đi. Ông không phải hiền đâu. Ông đang trả nghiệp đó. Quý vị có thấy cái hình ảnh một cái thằng ăn cướp không? Ăn trộm không? Giật đồ người ta đó. Nhưng mà khi nó bị công an bắt, quý vị thấy sao? Mà người dân bắt đánh họ tơi bời qua lá, mặt mày bầm tím hết trơn, mắt mũi răng gì nó xịa qua xịa lại, sưng du lên hết, nhìn thấy thương không? Nhưng mà đâu biết trước đó mấy phút là nó đang giật đồ người ta. Nó có thể là cho người ta là tổn thương, thương tích đầy mình, và cho người ta mất mạng nữa đó. Cảnh mất có mất mạng nữa. Nhưng mà mình không có thấy cái đó. Mình thấy cái cảnh mà đang bị người dân đánh, công an trói lại, thấy tội.
miệng mồm máu me không, bị người ta dân tức người ta đánh á. Lúc đó mình quên đi cái hình ảnh, nó mới giật đồ người ta, nó mới gây một cái việc gọi là cái vụ việc rất là ác, có thể là cướp đi mạng sống của người khác, có thể dẫn người ta tàn tật cả đời, thấy ghê không? Hậu quả của nó gây ra ghê lắm, mà giờ nó gánh chịu cái mình thấy mình thương họ. Như vậy thì mình nhìn cái người yếu trước tiên là gì? Đang trả nghiệp, nghe cho kỹ nghe, cho nó bớt cái thương đi. Rồi mình nhìn cái người mạnh á là đang tạo nghiệp đó. Hai ông nội này là ông trả ông tạo thôi, giờ ông mạnh ông tạo đi, rồi sau này quả đến ông sẽ thấy cảnh thôi, chứ đâu có gì đâu dính dáng tới mình. Con mèo đi ăn con chuột là chuyện của nó, chứ nó mất cái mình thì mình giết con mèo nó mình cứu con chuột là được, thấy không nè? Cái ông này mà ông nhào vô ông đánh cái ông yếu là khi ông yếu lúc đánh ông này sao? Hồi trẻ cái ông này ông yếu, cái ông yếu mạnh ông đánh đã, giờ ông gieo cái nhân, giờ ông gặt cái quả. Như vậy thì mình đeo cái lăng kính nhân quả vô, mình nhìn hai cái người này, mình không phải là cái dạng phất tỉnh ăn lê, không có tham gia vô khi thấy chuyện bất bình, nhưng mình tham gia theo cái người có trí tuệ. Nghe cho kỹ nè, mình đến đó thì mình cũng gặp, mình gặp trường hợp đó thì mình xử lý sao? Tức là mình nói cái ông yếu á, ông vui vẻ ông nhận đi, tội ông dữ lắm chứ không có vừa đâu, ta sanh ra đời để trả nghiệp đó, thở than chi cho khổ, gieo cái gì ông gặt cái đó, hãy vui vẻ mà nhận, đừng có buồn. Tại ông đánh người ta, ông làm người ta đau thì ông phải đi đau chứ. Còn cái ông mạnh á, thôi cha ơi, ông đừng có gieo nghiệp nha, ông gieo đi rồi mốt là nghiệp đến rồi ông khổ. Mình nói vậy thì hai người nó mới tỉnh ngộ. Quý vị có nghe câu chuyện mà lúc Đức Phật dùng giải quyết cái con dại so với cái người phụ nữ không? Trong truyện Phật giáo nó có câu chuyện hay lắm. Không biết thời gian mình sinh hoạt bao nhiêu, nói hồi nó hết giờ không con? Mấy giờ? Mình luôn nữa hả? À, kể câu chuyện nữa là cái mình đúc kết cái nội dung hôm nay mình chia sẻ, là cái mình ngồi thiền 50 phút, rồi sau đó là ai, rồi tới gì nữa con? Sinh hoạt cái gì nữa? Xong cái này. À, hồi đó, à hay. Cái câu chuyện này là trong kinh Pháp Cú á, thì hận thù, việc hận thù đời này không thể có, từ bi việc hận thù là định lực thiên thu, muốn xóa bỏ hận thù thì có lòng từ bi thôi. Thì câu chuyện này là có một cái con dại so nó chuyên môn ăn thịt người, mà tiền kiếp của con dại so với cái người phụ nữ này á, là cách đó mấy kiếp á, là hai người á, là một người vợ bé và người vợ lớn đó, có một ông chồng trong một cái gia đình, ông lấy cô vợ lớn, thời gian ông không có con thì gia đình chồng mới muốn có con nói giỏi tông đường gì đó, có cháu để bồng hay gì đó vân vân, cái mới thuyết phục cổ để lấy thêm cô vợ bé nữa. Mà cái quan điểm ngày xưa chúng tôi không biết, theo cái luật hôn nhân bây giờ không đúng, nhưng mà xưa chắc là ta có cho phép hay sao, giống như lấy thêm cô vợ để mà sinh con thôi, quan niệm của họ là nói dối. Thì cô vợ bé khi mà cổ có mang đó, cái bà lớn mà mang không được thì bà nhỏ mang giùm. Khi bà có mang cái bà mới nói cho cái bà lớn nghe, chị ơi em có mang rồi. Thì cái bà chị, bà vợ lớn rồi, bà làm ra vẻ là giả bộ ngọt ngào mà, trời ơi chúc mừng em, từ đây sao để chị săn sóc cho chuyện nhà chuyện cửa, chị làm cho em cứ nghỉ ngơi mà dưỡng thai để mà sanh con cho chồng. Rồi bà đi, bà cũng kiếm thuốc thang là cho uống để mà cho thai nhi nó mạnh. Mà cái thuốc thang đó không phải là cho thai nhi nó mạnh, mà cho thai nhi nó càng ngày càng yếu đi. Cái bà vợ, bà nhỏ bà cứ tin hoàn toàn cái lòng tốt của bà chị, bà chồng lớn, thì bà cứ uống. Uống xong bà thấy sao mà thai càng ngày nó không bự ra, mà nó càng ngày nó càng tiêu đi, cái nó hư thai, chết từ nhỏ. Rồi cái bà nghĩ chắc đây là cái sự rủi ro, chắc nghiệp mình gì thôi, bà cũng không để ý. Cái lần thứ hai cái bà lại có mang nữa, bà cũng tiếp tục như vậy, cũng báo cho bà vợ lớn biết, tại chị em mà. Bà vợ lớn bà cũng thể hiện là ở ngoài tốt vậy, nhưng mà trong bà có ý đồ. Bà cũng hốt thuốc về sắc cho uống, uống riết chết từ nhỏ nữa. Cái qua lần thứ ba cái bà lại có mang, cái bà cũng sợ, cái bà không dám nói cho bà vợ lớn biết, bà im. Bà cũng hay nghi mà cũng không dám khẳng định, rồi giấu. Nhưng mà do cái thai thì không giống được, lâu ngày nó bự lên. Nó vừa bự lên cái bà vợ lớn mới phát hiện, nó ủa em có mang sao không nói chị, để chị lo cho em. Bà này bà thấy ớn quá, lo kiểu gì không có, sợ quá không dám. Nhưng rồi bà cũng thể hiện, nó được rồi không sao, để chị lo cho em, đừng có nghi ngại gì chị hết.
bà cũng tiếp tục bà sắc thuốc cho uống nữa. Bà này cũng tưởng đâu là lòng tốt thiệt cái uống. Uống mà lần này thì cái thai nó hư mà do nó quá lớn đi, cho nên nó dẫn đến cái tử vong cho người mẹ luôn. Cả mẹ lẫn con đều chết hết. Khi chết á, lúc mà nhắm mắt thì cái bà vợ nhỏ bà mới phát hiện ra là những cái gì mà mình bị trong thời gian qua là do cái bà này bà ác tâm. Thế là bà chết trong cái sự tức tối thù hằn cái bà này. Do cái tâm đó cho nên bà sanh làm quyến một cái con cọp cái trong rừng đó. Trong rừng á. Cái bà này sau đó bà cũng hết tuổi thọ bà chết. Bà sanh ra làm một con nai cái trong rừng. Do tâm ác nên hai con người sanh làm thú hết. Thì đầu tiên cái con nai mẹ nó sanh đứa con, sanh con nai con ra. Nó đi vắng cái con cọp tới xốp con nai. Nai con. Rồi lần thứ hai cũng sanh nai con ra, con cọp nó tới lúc mang luôn. Tại quan nghiệp mà trước đó vậy đó. Cái con nai mẹ nó canh chừng. Nó canh chừng con nó dữ lắm. Chừng mà con cọp cái tới cái nó quay về nó bảo vệ cái con cọp, chẳng những nó ăn con, nó ăn luôn con nai mẹ luôn. Con này mẹ chết với cái tâm quan trái đó mới sanh là một cái con cáo trồn ở trong đó. Còn cái con cọp này sau khi thân hoại mệnh chung sanh làm con gà. Thì cũng như vậy, đầu tiên đẻ ra đợt trứng đầu thì con cáo vô nó làm là sạch sạch. Trứng hai nó cũng làm sạch, trứng ba nó ăn luôn con gà mẹ luôn. Thì sau cái đó cái nghiệp nó vừa bớt đi nữa, cái con gà nó sanh ra làm nguyên con vợ so. Rồi cái con kia, cái người con kia, con trồn cáo đó nó sanh ra làm một người phụ nữ. Thế là người phụ nữ lớn lên cũng có chồng. Có chồng xong cái có con sanh ra. Đứa bé vừa sanh ra cái nó chết. Nó chết thì ngày xưa người ta có nói là do ma quỷ rồi đó. Tức là do con chằn tinh nó tới nó ăn thịt, cướp đi mạng sống đứa con mình. Sanh đứa hai cũng chết. Cái bà nói ở đây ghê quá, ở đây nó có cái gì đó chằn tinh rồi ăn thịt người rồi ghê quá. Cái bà mới đi về quê, mà trốn ra khỏi cái nhà chồng, mới về quê nhà mẹ bà đã sanh. Thế mà khi sanh ra con cái lớn lên mạnh khỏe, có đứa con lớn lên mạnh khỏe xong cái mẹ con mới, bà bế đứa con đó, bà mới đi về nhà chồng. Bà nghĩ giờ nó hết chết rồi, nó ra khỏi, sanh ở đây thì nó bị ma ám, quỷ ám, dạ so rồi đó. Thì trên đường mới đi về á, mới đi về thì khi bà vừa vô cái ranh giới của con dạ so này, con nữ dạ so này, thì bà để cái đứa con ở trên bờ, bà mới đi xuống với cái ao, bà rửa tay rửa chân. Thì con dạ so nó nghĩ đây là cái thời điểm tốt nhất để mà nó tiếp tục nó ăn cái con đứa con này nữa. Thế là nó quá ra dạ so mà, nó quá ra một người phụ nữ, y chang như là cái người phụ nữ cũng mới sanh con. Nó tới nó bế cái đứa con đó trong cái nồi. Cái bà phụ nữ mẹ ruột á, bà mới phát hiện được phụ nữ bế dầm con mình, bà mới chạy lên, bà mới giật lại. Thì hai người phụ nữ dằn co nhau nói đều là con của mình hết rồi. Những cái người đi đường họ cũng chả biết là con của bà nào. Bà này nói con của tôi, bà kia nói là con này của tôi. Hai bên cứ dằn qua dằn lại. Thì cũng may sao lúc đó đi ngang cái chùa Kỳ Viên à, thì người ta nói đây có Đức Phật. Thôi nhờ Đức Phật, vô trong đó Đức Phật, nhờ Đức Phật khuyên can giùm. Thì khi vào trong Kỳ Viên Đình Xá thì hai người cũng một mực là nói Đức Phật là đây là con của con hết. Đức Phật ngài nhìn thì ngài biết rồi. Thì ngài mới ứng xử một cách là ngài nói thôi giờ để đứa nhỏ ở giữa đi. Rồi Như Lai điếm 1, 2, 3 rồi hai người vô giật, người nào giật được là con của người đó. Thì vừa xong thì cái con dạy so đó mà nó đâu nó nhào vô giật. Thì cái bà mẹ cũng nhào vô giật đứa con. Thì cái bà mẹ bà thấy giật vậy đứa con đau lòng quá, bà đâu có chịu nổi. Mẹ ruột á, bà buông ra, còn cái con cái dạy so mà giật cho mày chết luôn cũng được. Nó giật được đứa con. Thì sao cái giật được thì Đức Phật lại nói ngươi không phải là mẹ của đứa bé. Chính cái người phụ nữ mà buông tay ra mới là người mẹ của đứa bé. Đức Phật mới kể là tiền kiếp của hai người này, hai người phụ nữ này. Thôi ngươi hiện hình nguyên con dạy so đi. Thì quý vị đi mà trong chùa Phật giáo Lâm Tông, quý vị thấy có cái bức hình mà Đức Phật ngồi trên, là có cái đứa bé đứa nôi nằm trong cái nôi, là người phụ nữ quỳ, là con dạy so đứng nó giang hai cái tay ra đó. À, cái câu chuyện này nè, cái câu chuyện mà Đức Phật phân xử rồi kể tiền kiếp hai người là cung chồng vậy đó. À, khi họ biết vậy cái đầu mới họ mới từ đó họ mới không bỏ đi cái sự quan trái. Con dạy so nó không có ăn đứa bé mà nó cũng không ăn người mẹ nữa. Thì xuyên qua câu chuyện này chúng ta thấy được là mình phải tin sâu nhân quả.
Tất cả các pháp đều không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Thì kết thúc buổi nói chuyện hôm nay là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một cái phương pháp là thanh lọc tâm, mà qua tri kiến. Phiền não nó có nhiều cách đoạn trừ nghe. Nếu quý vị muốn biết thì quý vị đặt vô cái bài kinh Trung Bộ Nhất Thiết Lậu Hoặc, sáp ba sáu quát. Sáp ba là tất cả, sáu quát là lậu hoặc. Tất cả đây là nhất thiết đó, nhất thiết là nhiều đó. Tất cả các lậu hoặc thì Đức Phật ngài dạy có 7 cách để mà đoạn trừ đậu lậu hoặc. Trong đó có những cái lậu hoặc do thọ dụng, do tránh né, do tu tập, vân vân và vân vân. Thì hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một cái cách, tức là rèn cái tư tưởng tích cực để chế ngự cái tư tưởng tiêu cực, khởi lên cái tâm thiện để chế ngự cái tâm bất thiện. Đơn giản như vậy. Mình đang trong giai đoạn đó, chứ đừng có nghĩ gì cao siêu đắc đạo đắc quả nghe. Mình đang trong giai đoạn là loại trừ. Hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Muốn bóng tối mất đi thì phải mở đèn lên. Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất thì lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn thì đời gặp gần lên xuống. Đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu thì lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Hiểu bao dung thì bung dao không? Bao dung là tha thứ, rộng lượng. Còn bung dao thì sao? Ích kỷ, hẹp hòi, sân si, chửi mắng, la ó âm sòm. Đó. Đi về phía thấu hiểu thì lòng tự khắc bao dung. Như vậy thì hôm nay chúng tôi hướng dẫn quý vị một cái phương pháp là hãy thử rèn chánh kiến nha. Thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn trong công ty của cô Minh Phương ha, cùng với cái anh Thành Vân. Chúng tôi có duyên với cái cô trong cái chương trình thanh lọc thân mà chúng tôi chưa. Mà hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ một cái phương pháp là thanh lọc tâm. Làm sao cho tâm mình nó tích cực, không có tiêu cực nha, đạo Phật không có tiêu cực. Hiểu để mà thấy tích cực. Rồi để chúng ta có cái phương pháp mà chúng tôi gọi là phương pháp lỗi trừ. Tức là rèn luyện cái tâm hiểu biết, chánh kiến của mình. Để mà bỏ đi cái tâm tà kiến. Tà kiến là gì? Là một cái tâm chấp sai. Từ cái sự chấp sai đã dẫn đến nhiều cái hành động, lời nói không đúng. Đơn giản là chấp sai gì? Thân này cho là của mình là thấy sai rồi. Vô ngã mà cho là ngã là thấy sai rồi. Chấp vô những cái nhiều thứ nữa, phương pháp nhiều thứ nữa. Thì trước khi bước sang cái chương trình pháp đàm ha, tức là trả lời những câu hỏi của Phật tử, chúng tôi xin được dừng ở đây. Và bây giờ thì đã là 10 giờ 27 phút. Chúng ta có thể sinh hoạt tới 10 11 giờ ha. 11 giờ. Sau đó thì có cái lễ trai phạn cúng dường tứ Phật dụng đến cho hai sư. Thì bây giờ có thể quý vị nào có những cái thắc mắc gì trong cái pháp môn mà hãy thử rèn chánh kiến, mà nhìn cái bước thứ nhất là nhìn qua nhân quả, mà chúng tôi tạm gọi tóm tắt là thấu muôn duyên, không than phiền quán trách. Nếu có lần sau thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp cái pháp thứ hai, đó là phải nhìn qua lăng kính tam tướng. Tức là thấy cuộc đời này nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Là ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên, lúc đó chúng ta buông được. Bây giờ chúng ta còn giữ. Nhưng mà khi chưa biết đạo thì chúng ta tối ngày cứ mơ quả lành không, mơ điều may mắn, mơ điều tốt đẹp, cầu nguyện tùm lum tà la hết cho mình.
mong muốn đủ thứ hết. Người đời tham đủ thứ mà, rốt cuộc cũng tay không thôi. Thế mà chưa thấy chán, vẫn còn lắm sự mong. Ham quả lành không, nhưng mà hôm nay mình hiểu nhân quả rồi, thì cái người ta nói là người trí á, họ nghĩ đến cái nhân nhiều hơn là quả. Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Người trí thì sợ nhân lắm, họ không bao giờ làm nhân ác. Mà chúng sanh thì sợ quả dữ lắm, tối ngày cứ sợ cái quả xấu đến cho mình không. Lạ vậy đó. Hôm nay mình thay đổi, biết đạo rồi thì nghĩ đến cái nhân lành nhiều hơn là quả lành. Nghe cho kỹ, quả nào cũng là quả của mình, mà nhân mới là mình có thể thay đổi được. Rồi cái bước thứ ba, nếu chúng tôi có dịp trở lại đây, chúng tôi sẽ chia sẻ. Đó là cái tuệ tri thứ ba. Thứ hai đó là ngộ vô thường, tức là nhìn qua lăng kính tam tướng, thứ gì nó cũng vô thường hết, không có gì là của mình hết. Để làm chi? Mới buông xả tánh mặc nhiên. Thì lúc đó chúng ta mới nhẹ nhàng thăng tâm. Chúng ta mới đạt được một trạng thái là có không còn mất chẳng bận lòng, yêu ghét hơn thua chẳng ngóng trông. Mở rộng tâm ra, lòng thanh thản mà an nhiên tự tại thì dạ thông dong. Tức là cái bước này nó quan trọng cực kỳ. Là nó, cái bước này nó quan trọng và nó rất là khó. Mình bây giờ đang sống trong cái bước một nhân quả thôi. Làm lành lánh dữ là chính. Thay vì bây giờ mình làm thì phải làm lành chứ không làm ác. Mục đích của mình là để bớt cái khổ thêm cái vui. Tức là mình sống trong gọi là cái nhân lành. Nhưng mà khi mà biết đạo rốt ráo rồi đó nghe, đạt tới gọi là chín mùi cực đỉnh rồi đó, thì nhìn nhân lành và quả lành bằng tâm gì? Chánh niệm tỉnh thức. Nó chỉ là một cái nguyên lý xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh thôi. Nó là một cái hình tròn, giống như từ cái củ khoai mì của bác nông dân trồng rồi thu hoạch, đưa đến nhà máy, lột da, cắt đầu cắt đuôi, bỏ vô một cái hệ thống sản xuất, rồi dây chuyền, xay ra bột mì, rồi qua chế biến đủ thứ công đoạn để mà chế tác ra một gói với mì, đưa vô siêu thị, người tiêu dùng đến đó mua, về nấu mì gói ra ăn, ăn xong bài tiết ra đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió tiếp tục nuôi củ mì, và củ mì nó lại tiếp tục đưa vô nhà máy chế biến, rồi lại qua một khâu dây chuyền ra cái gói mì. Gói mì lại tiếp tục trở đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng dùng xong bài tiết ra, trở thành đất nước lửa gió. Nó cứ như vậy. Cho nên mình gọi đâu là củ mì, đâu là gói mì, ở chỗ nào. Nó là một cái hệ thống dây chuyền. Đất nước lửa gió cũng có củ mì trong đó, đất nước lửa gió cũng có gói mì trong đó. Giống như vô minh viên hành, hành viên thức, bây giờ biết mình đang ở chỗ nào. Nó là một cái hình tròn, không ai làm chủ hết. Từng mắt xích một, cái tiến trình của một cái củ mì nó biến thành gói mì. Để rồi gói mì đó nó trở đến, nó đưa đến tay người tiêu dùng. Người tiêu dùng dùng xong bài tiết ra, trở thành đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió đó nó cũng lại tiếp tục nuôi củ mì. Nó cứ như vậy mà nó xoay vần. Hiểu chưa? Chúng ta đang nằm trên một cái hệ thống xoay vần theo nguyên lý nhân quả nghiệp báo. Có lúc thì bỏ vô máy nó nghiêng mình tùm lum. Có lúc thì mình cũng được trân trọng bỏ lên một cái kệ ở trong một siêu thị mát rưỡi. Gói mì á, nằm trong cái siêu thị mát rưỡi, cốp mắt hay là gì đó, một cái siêu thị nào lớn. Rồi được người tiêu dùng đến chọn lựa, nâng niu, rồi đem về, rồi họ dùng. Họ dùng xong thì sao? Tiếp tục trở thành đất nước lửa gió. Hiểu như vậy để chúng ta biết mình ở trong công đoạn nào thì mình biết trong công đoạn đó. Chứ không có mình ở cái chỗ này, mình cứ chọn mình ở cái chỗ đẹp không mà trẻ không mà tới chừng già cái không chịu. Ví dụ như vậy, chọn cái công đoạn thời gian mình hưởng phước không mà gặp được những cái điều thuận lợi không, mình khó khăn cái mình không chịu. Không phải, nó là nguyên lý như vậy. Hiểu chưa? Tức là chúng ta phải hiểu mình đang ở trong công đoạn là cái tiến trình luân hồi. Thấy như vậy để chúng ta bớt đi cái sự là cố chấp trong một cái giai đoạn. Cứ mong mình giàu hoài không được, mong mình đẹp hoài được không? Không được. Thì như vậy nó không được thì thôi mình đừng có mong. Tùy thuận theo hoàn cảnh nha, không buộc ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh thì tâm bình thế giới bình. Nếu hiểu sâu sắc hơn một chút đó, là chúng ta mới thấy được cái pháp nó vô thường. Đó là sau này chúng tôi sẽ chia sẻ cái phần thứ hai. Dịp trở lại công ty Google Mac này thì chúng tôi sẽ chia cái phần thứ hai, tức là
ngộ vô thường, buông xả tánh mặc nhiên. Vấn đề thứ nhất là thấu nhân duyên, không than phiền quán trách. Tất cả là pháp tánh theo nguyên lý vận hành, xoay vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Rồi ngộ vô thường là gì? Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ, buông xả, lòng nhẹ tên. Bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn là gì? Ở dưới biển, đang ở ngoài đại dương, mà đại dương là một cái đại dương bể khổ. Thì bây giờ cái điều đầu tiên của chúng ta là gì? Để khỏi phải uống nước chết hụt thì cần phải lo tập bơi đi, hiểu chưa? Chúng ta đang ở trong một cái biển khổ, mà cái điều đầu tiên chúng ta suy nghĩ đầu tiên là gì? Đừng để chết ngợp, đừng để uống nước biển, là phải ráng tập bơi. Tập bơi rồi nghĩ đến cái gì? Cái phao. Chứ đừng nghĩ đến cái gì xa xôi nha. Cái phao trước mặt để chi vậy? Bớt phải bơi. Giờ sanh làm người rồi đi làm, nhưng mà thôi làm, ráng kiếm cái điều kiện nghề nghiệp là làm cho nó nhẹ nhàng chút. Phải làm là ôm cái phao. Rồi ôm cái phao xong mơ tới cái gì? Cái tàu, cái bè nhỏ nhỏ cho nó an toàn. Chứ giờ ôm phao nó vẫn còn ngâm dưới nước. Bây giờ lên tới tàu bè, giống như cô Minh Phương bây giờ tạm thời là cũng có cái tàu cái bè đó. Nhưng mà nhắc cho biết rằng cho dù ở dưới biển đang bơi, hay là ôm cái phao, hay là lên cái xuồng giống như cô Minh Phương, thì tất cả đều nằm trong bể khổ thôi, chưa có bờ bến ở đâu hết, hiểu chưa? Chứ đừng có ngồi ở đây mới biết đạo ba mớ rồi cái nói bờ, tôi ở trên bờ rồi là không được. Bờ nó còn tít mù khơi, xa dữ lắm. Bây giờ mình đang ở dưới cái biển này thì cái điều quan trọng nhất là ráng làm sao cố gắng lao động làm việc để cho có được cái phao, cái bè. Mạnh hơn nữa là như cô Phương với chú Dân ở đây là có được cái tàu, mà tàu này cũng thuộc dạng là tàu nhỏ nhỏ thôi, chứ chưa phải mấy cái tàu du lịch mà nó có nhiều tầng trên đó, là chư thiên đó. Ông nào mà leo lên được cái tàu mà du lịch mấy tầng bảy tầng gì đó, dài mấy chục thước vẫn ngồi trên biển mà thấy nó không linh đinh luôn á, thì giống như là lên được cõi trời đó. Nhưng mà rồi sao cũng ở dưới biển, biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần một chiếc thuyền chèo chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi, hiểu chưa? À, cho nên xây dựng một cái tư tưởng tích cực, hiểu biết, sống trong cái sự hiểu biết, trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc ở đó. Hạnh phúc của cái người biết lội khi nhìn xuống thấy cái người chết thục. Cái gì mà là nghe mà chết đuối, có người lội sống thì mừng không? Đó, hạnh phúc. Hạnh phúc của cái người biết lội nhưng mà không có cái phao. Hạnh phúc của người ôm phao thì thua cái người có chiếc xuồng. Cái người chiếc xuồng nhỏ không bằng người có chiếc tàu. Và hạnh phúc cuối cùng tối thượng nhất là phải leo lên bờ luôn cho chắc ăn, hiểu chưa? Là cái đó mới là giải thoát. Chứ mà mới bơi bơi được mấy miếng thì nói là tôi giải thoát rồi, còn mặc cái áo nâu sòng thì còn phải nhớ công người dệt vải, còn ăn bát cơm là phải nhớ đến bác nông dân chân lắm tay bùn, chứ ở đó mà ngồi nói chuyện trên trời là thôi giờ tôi không cần gì hết. Nhận thì mang nợ mang duyên, mình ở dưới đây là mình phải chịu như vậy. Cái đó là câu nói của những bậc ở trên bờ. Chứ mình lên bờ thì mình buông mấy cái đó được, lên bờ thì không cần phao nữa, không cần xuồng nữa, không cần bè nữa, hiểu chưa? Tại vì nhiều khi mình suy nghĩ lên bờ cái mà dưới đây mình bất mãn, nói trời ơi cần mấy cái phao này chi ta, cần cái tàu này chi vậy. Mình ở bờ rồi, mà đâu phải mình ở bờ, mình mới ở bằng cái tư tưởng thôi, hiểu chưa? Mình đang ở dưới nước, đang ở trên biển thì phải cần mấy cái này, là hãy cần mấy cái này, thì còn mấy cái này thì mình phải sống một đời sống tích cực nhiệt tình để mà tạo ra những cái này. Nắm ý không? Đó, thì hôm nay chúng tôi là bài giảng này, nếu như quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, còn thắc mắc hỏi thì tôi xác định lại rằng là chúng ta đang ở cái vị trí nào. Quan trọng nhất trong cái đời sống này là mình biết mình đang ở vị trí nào và cần làm những gì, cần suy nghĩ những gì cho đúng. Mình bây giờ đang ở trong cái giai đoạn gọi là hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Đó, hôm nay là mình đang ở trong cái giai đoạn là rèn cái tập cái bát chánh đạo mà. Thứ nhất là chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi mới chánh ngữ,
rồi chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường bát. Bát gì? Bát chánh. Quý vị có nghe tứ diệu đế chưa? Thứ nhất là khổ, khổ đế. Thứ hai là gì? Tập là nguyên nhân sanh ra sự khổ, là tham ái. Thứ ba là diệt đế, là sự chấm dứt sanh tử luân hồi, là bờ. Và thứ tư là đạo đế, là con đường dẫn đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là con đường bát. Bát gì? Bát chánh. Con đường đó con đường trung, trung đạo. Nói một cách đơn giản là con đường trung đạo là sao? Là con đường này mình phải hiểu trên cái nguyên lý là Đức Phật đã đi vào con đường khổ hạnh, không có kết quả rốt ráo. Và chúng ta thì thường nhắm tới con đường lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Là chu cấp phụng dưỡng cho cái tâm đòi hỏi của mình. Mình trở thành kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái tâm phiền não của mình. Đó là lợi dưỡng. Nó muốn gì chiều đó, thích gì lo đó, giống như một đứa con cưng vậy đó, thì đó gọi là lợi dưỡng. Còn khổ hạnh là một cái hình thức quan niệm là tiếp xúc cảm thọ những cái khổ lớn để diệt đi những cái khổ nhỏ. Để diệt khổ bằng cách là mình đã tiếp xúc tới cái cảnh quá khổ rồi, bây giờ cái khổ nhỏ này không có thể làm cho tâm mình nao núng. Nhưng mà khổ nổi cái tâm con người chúng ta nó bị thay đổi. Ngày xưa khi mình khó khăn, người ta chỉ cần giúp cho mình ăn no mặc ấm thôi, và mình cũng mong muốn như đó đủ rồi. Nhưng mà ngày nay do điều kiện phát triển thì mình đòi hỏi là phải ăn ngon mặc đẹp. Phải chi mà mình cứ đòi hỏi đơn giản là ăn no mặc ấm không thì nó khỏe biết mấy. Nhưng khổ nổi là cái tâm mình nó không dừng ở chỗ đó, tham càng ngày càng tăng lên. Mà cái tham mình nó vô cực nha. Bằng chứng là có cái đứa bé buổi sáng sớm nó ngồi lề đường nó khóc. Một người thanh niên tốt bụng mới thấy đứa bé khóc, hỏi tại sao con khóc. Đứa bé trả lời là hồi sáng mẹ con cho con 1 đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Người thanh niên tốt bụng mới móc 1 đồng ra, thôi con nín đi chú cho con 1 đồng. Đứa bé cầm 1 đồng trên tay, thay vì nó nín đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Người thanh niên mới ngạc nhiên, nó con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con 1 đồng con phải nín chứ. Đứa bé trả lời một cách hồn nhiên rằng phải chi hồi sáng đừng mất 1 đồng, bây giờ con có 2 đồng rồi. Mình đó, mình là như vậy. Mình ra đời có cái gì không? Không có. Mà có được chút cái mất cái là buồn, buồn dữ lắm. Phải chi đừng mất. Cho nên chúng tôi hay có những cái câu slogan rất là đơn giản là gì? Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Ngày hôm nay là cũng tháng 7 Vu Lan cho nên tặng cái diện câu đó. Và cũng không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Chính vì không biết đủ cho nên mình tranh thủ. Tranh thủ dữ lắm. Phải chi hồi xưa tôi đầu tư chỗ này chỗ kia rồi cái tối ngày cứ ngồi đó mà tranh thủ. Không có cái biết nào bằng biết đủ, mà biết cỡ nào biết, học cỡ nào học, biết có thể là trên thông thiên văn dưới giỏi địa lý. Nhưng mà không biết đủ vẫn thiếu. Không biết đủ thì tỷ phú vẫn thiếu, đừng nói chi là mình. Ông Chùm Sò ông nói cỡ ổng mà ổng còn thấy thiếu thì ổng còn khổ nữa, thì mấy cái đứa làm tá điền cho ổng thì nó tiêu tan, nó khổ dữ nữa. Cho nên không biết đủ thì tỷ phú vẫn thấy thiếu. Và không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Và cuối cùng không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Vì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha tà bữa nào. Tại sao nói như vậy? Nghe cái từ buồn ngủ thì mình nghe cái nghĩa trắng của nó mình thấy kỳ. Nhưng mà thật sự ra buồn ngủ là hôn trầm thủy miên, là sự mệt mỏi giả dượi, thiếu cái sức sống. Nhiều khi mình chán nản, không muốn làm việc nữa, mất định hướng, mất phương hướng, rơi vô tâm trầm cảm. Để rồi dẫn đến stress. Hồi nãy chúng tôi đang giảng cái chữ dễ vui. Dễ vui nghĩa thứ nhất là gì? Đam mê trong dục lạc. Cái nghĩa thứ hai là gì? Buông lơi trong thiện pháp. Nghĩa thứ ba là gì? Buông xuôi theo ác pháp. Lúc đó ai rủ đi đâu là cũng đi, làm ác là đi rồi. Buông xuôi luôn. Buông xuôi theo bất thiện. Mà họ rủ thiện pháp thì làm biến. Buông lơi.
Tức là có ba nghĩa, ba nghĩa. Thứ nhất là đam mê trong năm dục là dễ vui, chúng ta thấy chúng ta còn dễ vui. Thứ hai là buông xuôi trong thiện pháp, hãy làm thiện cái tự nhiên mình uế giàu à, ngồi vậy đó, hãy làm cái gì mà thiện cái này uế giàu, ngồi thiền chán lắm, rồi làm này làm kia cái lơ là lài á, nó không có nhiệt tình. Rồi là buông lơi trong thiện pháp, nhưng mà thêm cái dễ vui là gì, là buông xuôi theo ác pháp à, mà mình không có cưỡng lại nổi với những cái ác pháp, thì đó gọi là dễ vui. Mà dễ vui được hiểu theo cái nghĩa ngược lại là không có chánh niệm. Mà trong kinh Đức Phật ngài dạy, không có chánh niệm là chết, chỉ có chánh niệm mới là sống, tỉnh thức mới là sống, còn thất niệm phóng dật dễ vui là chết. Mà dựa định nghĩa này thì chúng ta là cái dạng chết nhiều hay sống nhiều? Chết nhiều. Một ngày mình là phóng dật dữ lắm, chết nhiều. Nếu nói theo một cái từ sâu hơn nữa là mình thuộc cái dạng chết rồi mà chưa chôn. Còn ngọn đống này nè, quý vị thử nghĩ một cái thây ma mà chết rồi mà chưa chôn, nhìn thấy ớn không? Ham thích gì? Nhìn xuống đây mà ngỡ là trời, tất cả đều là chết hết trần rồi. Vậy một cái người nào họ gây phiền não cho mình á, mà muốn bớt đi cái phiền não á, thì cứ nhắm mắt lại, niệm gì chúng tôi một câu đơn giản là xác chết, xác chết, xác chết. Có người bạn đời cũng vậy, chồng hay vợ mà cứ gây phiền não cho mình á, thì nên nhắm mắt lại niệm gì chúng tôi trước mặt mình là xác chết cho nó khỏe. Mình không có hơn thua với xác chết, mình không hơn thua với người không tỉnh thức. Đừng cãi lý với người say, đừng bắt tay với người xấu, mà đừng chiến đấu với người liều, đừng nói nhiều với người ngu, đừng đánh đu với tình cảm, đừng lãnh đạm với mọi người, đừng tiết kiệm những nụ cười, đừng cười chơi trên đau khổ. Cái chủ đề hôm nay là cứ vui mà sống, là dựa theo cái bài chữ duyên đó, thấu nhân duyên đó. Thuận duyên thì mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên chuyện khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì, còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời, thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chơn chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn, làm sao không tự đại. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Thì hôm nay chúng tôi chỉ mang đến cho quý vị một cái thông điệp, thêm một cái năng lượng tích cực. Vui vẻ mà sống, an nhiên mà sống, đến đi tự đại, không có gì mà phải bận tâm. Kể cả người hiểu nghiệp báo rồi thì chúng ta cũng không có gì, không có gì phải lo phải sợ. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mà đề thứ hai chúng ta sẽ nói đó, vô thường đó. Mỗi giây phút là bay đi tất cả, nếu đã biết thì ta nên buông xả. Ngộ vô thường buông xả như thế, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã hiểu thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Sống vài năm nữa cũng vậy, bây giờ chết cũng vậy, sống vài năm nữa cũng vậy. Mà hãy là chết thì sợ, mà muốn phải làm nữa, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Cái chủ đề sau chúng tôi sẽ nói, tức là ngộ vô thường sẽ buông xả tánh mặc nhiên. Còn cái chủ đề hôm nay là gì? Thấu muôn duyên, không than phiền quản trạch, không có để một chút cái tâm trạng chán nản, buồn rầu, bi quan, yếm thế sanh trong cái con người này. Nếu cho người này có trí tuệ, có tỉnh thức, rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết, sống với điều thiện, điều lành, sống với một cái quan niệm thay đổi tri kiến, rèn chánh kiến, là thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần say, để mà chúng ta tạo
những cái điều tốt với một cái quan niệm là ngăn điều xấu. Thì hôm nay cảm ơn cô Minh Phương ha, với chú Thành Dân tạo một cái điều kiện cho chúng tôi có mặt ở đây để gặp gỡ trên trăm không con nhân viên. Là trăm bảy ạ. 170 hả? Dạ. Và có hơn 300 nhân viên của con đang coi qua Zoom ạ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Quan hỷ quá. Dạ. À, thì mong những cái lời chia sẻ này sẽ là một cái niềm động lực giúp cho các bạn hiểu được cái kiếp nhân sinh, nắm rõ được cái phương hướng để chúng ta xây dựng một cái đời sống lành mạnh, năng động, tích cực, sống vui, sống khỏe, an nhiên mà sống. Không biết ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Thấy không? Ngày xưa Sở Lưu Hương có 5 câu là chuyện gì đến nó đến. Hôm nay chúng tôi tặng thêm quý vị 3 câu cho đủ 4 câu cho dễ nhớ. Chuyện gì đến nó đến, tất cả đều do duyên. Số phận đến đành chịu, lò qua ngủ không yên.